Tòa Việt Nam tuyên án một phụ nữ 1.5 năm tù vì đăng 3 bài viết nói xấu lãnh đạo. Gặp khó khăn về đơn hàng, Poyuen cắt giảm hơn 1.200 công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam gia hạn hợp đồng thăm dò dầu khí ở Biển Đông với công ty Ấn Độ. Thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner trong danh sách hành khách trên chiếc máy bay bị rớt ở Nga. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi tăng tốc mở rộng nhóm BRICS. Bloomberg nói Huawei đang bí mật xây dựng mạng lưới chất bán dẫn để lách chế tài của Mỹ. Anh thực hiện thành công ca cấy ghép tử cung đầu tiên. Một tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt một người dùng Facebook 1.6 năm tù vì đăng trên trang cá nhân 3 bài viết có nội dung bị cho là xuyên tạc và phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, theo truyền thông trong nước đưa tin hôm 23 tháng 8. Bà Vũ Ngọc Xỉu, 50 tuổi, đã bị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo và tuyên y án tù hôm 22 tháng 8 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo cáo trạng được Thanh Niên trích dẫn, 3 bài viết của bà Xỉu được đăng trên trang mạng xã hội cá nhân có tên Vũ Ngọc từ ngày 19 tháng 5 năm 2019 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021, còn có nội dung xúc phạm nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng và nhà nước. Bà Xỉu được cho biết đã thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng do bản thân bà thấy bức xúc về các vấn đề xã hội nên đã đăng những bài viết trên. Theo tường thuật của Thanh Niên, bà Xỉu nói rằng tất cả là do bột phát cá nhân chứ không bị ai xúi giục. Nhiều nhà hoạt động tỏ ra bất ngờ khi biết tin bà Xỉu bị bắt và tuyên án tù khi các thông tin về bà đột nhiên bị biến mất trong thời gian qua. Theo nhận định của tài khoản Facebook Hồng Ly Esker, bà Xỉu là một trong những gương mặt phản biện sắc sảo trên Facebook được nhiều người biết đến. Facebooker này viết rằng bà Xỉu luôn trăn trở trước hiện tình xã hội và không cúi đầu im lặng mà đã cất lên tiếng nói phản biện từ chính lương tâm của mình. Việt Nam từ đầu năm đến nay đã bắt giữ hơn 10 người với cáo buộc theo Điều 331, một điều luật mà các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là thường được nhà nước Việt Nam dùng để biệt miệng các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Poyuen, doanh nghiệp nước ngoài được cho là có đông lao động nhất thành phố Hồ Chí Minh, đã cắt giảm công nhân lần thứ 3 trong năm nay với số lượng hơn 1.200 người theo VnExpress. Báo điện tử này dẫn lời bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng ngày 23 tháng 8 rằng công ty Poyuen phải cắt giảm do đơn hàng chưa phục hồi, ít đối tác đặt hàng. Công ty của Đài Loan dự kiến sẽ cho nghỉ việc 1.221 người có hợp đồng không xác định thời hạn. Theo VnExpress, kể từ khi hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1996 tới nay, đây là đợt giảm lao động thứ tư của Poyuen với quy mô lớn lên đến hàng nghìn người. Như VOA đã đưa tin trong lần cắt giảm lao động gần đây nhất, hồi tháng 5, Poyuen sa thải thêm hơn 5.700 công nhân sau khi đã từng cho nghỉ việc hơn 2.300 người hồi tháng 3 năm nay. Công ty của Đài Loan chuyên sản xuất giày là công ty sử dụng lao động đông nhất ở thành phố lớn nhất Việt Nam. Và lúc cao điểm, Poyuen thêm mướn tới 100.000 người, góp phần không nhỏ vào an sinh xã hội ở thành phố này và các tỉnh lân cận. Theo VnExpress, trong gần 9.560 doanh nghiệp tham gia khảo sát hồi cuối tháng 4, có 82% cho biết sẽ giảm quy mô, tạm dừng hoặc ngừng kinh doanh trong nửa năm còn lại. Hơn 7.300 doanh nghiệp trả lời vẫn đang hoạt động, song 71% số này sẽ giảm lao động, tức khoảng 5.200 công ty, nhiều nhất ở lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Báo điện tử này đưa tin rằng phần lớn doanh nghiệp cắt giảm thuộc khối ngoài nhà nước và một nửa trong số này hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và khó khăn lớn nhất là thiếu đơn hàng. Công ty năng lượng Ấn Độ ONGC Vides đã được Việt Nam gia hạn thêm 3 năm để thăm dò tại lô 128 ở Biển Đông. Theo công ty này, được Reuters trích dẫn cho biết trong một đăng tải trên trang X, trước đây gọi là Twitter. Các yêu sách lãnh thổ chồng chéo trên Biển Đông kéo dài từ nhiều thập kỷ qua nhưng đã gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc và các nước khác củng cố chủ quyền trên các bãi đá và rạn san hô mà họ nắm giữ. Theo Reuters, công ty Ấn Độ cho biết rằng cam kết chiến lược của Ấn Độ vẫn mạnh mẽ khi ONGC Vides tiếp tục hành trình thăm dò với lần gia hạn thứ 8 cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2026.
ONGC Vides là chi nhánh đầu tư ở nước ngoài của tập đoàn khai thác dầu khí hàng đầu Ấn Độ, Oil Natural Gas Corporation. Trước đây, theo Reuters, Ấn Độ đã có bất đồng ngoại giao với Trung Quốc về lô thăm dò khí đốt và dầu mỏ ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông dầu khoáng sản và đã tăng cường hiện diện quân sự ở đó. Hãng tin Anh cho biết một phần của lô 128 nằm trong đường 9 đoạn hình chữ U, vốn đánh dấu khu vực rộng lớn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên biển, ở tuyến hàng hải thương mại trị giá hơn 5.000 tỷ đô la mỗi năm mà Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Báo chí Trung Quốc từng chỉ trích dự án thăm dò dầu khí của Việt Nam và Ấn Độ này có động cơ chính trị. Tuy nhiên, phía Ấn Độ nói rằng sự phản đối của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý vì các lô này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đình Tân Đông thuộc xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đình có vẻ đẹp cổ kính và ít nhiều kỳ thú thiên nhiên. Khi trên nóc có hai cây bồ đề buông rễ ôm toàn bộ ngôi đình. Đó là nhận xét của ông Nguyễn Công Bền, viên chức địa phương. Cái cây bồ đề nó mọc cách nay chắc cũng khoảng 40 năm. Bồ đề nó mới mọc nó mới tủa rễ ra, bọc ra trước ra sau rồi mỗi cái cây cột vậy đó, nó xuống một cái rễ, cũng như cái tính linh thiêng là đặng nó che chở lại cái đình để cho cái đình không sập. Ngôi đình được xây dựng lại sau cơn bão Nam Thìn hồi đầu thế kỷ trước đi qua đây. Lão nông Ba Tâm nhớ lại. Mấy người mà chẳng hạn như ta có tinh thần mà coi như thần thánh rồi, đến nó cũng viếng cúng đàng hoàng. Ủng hộ người, ủng hộ chút đỉnh đó, người có cúng vậy thôi. Hồi đó cái đình này là người dữ lắm. Dân muốn đi ra đây đi học đi ngang phải cúi đầu đó cũng linh lắm, nhưng bây giờ thì gian giữa là bệ thờ cổ, trên có chữ thần mới được viết lại bằng sơn vàng trên nền đỏ. Hai gian biên thờ Tả Bang, Hữu Bang, phía sau của chánh điện có bệ thờ với hai chữ tiên sư. Cách đây 3 năm đình được trùng tu sửa chữa những hư hỏng. Đình này nè, là nó quan trọng là những cái cây bồ đề và những kiến trúc văn hóa xưa đó. Cho nên là mình cố gắng mình bảo vệ để mình giữ lại những nét đặc trưng văn hóa của ngày xưa. Những gì còn sót lại thì chúng ta cố gắng trùng tu bảo quản, chứ chúng ta không thể nào xây mới lại hết. Cư dân địa phương như ông Ba Tâm nói rằng mừng lắm sau khi trùng tu đình vẫn giữ được nét hoài cổ rêu phong. Giờ mình được về trùng tu được vậy là mừng lắm rồi. Giờ mình chỉ giữ lại cho nó sạch sẽ. Giờ mình cúng hàng tháng với đốt nhang hàng bữa cho nó ấm cúng cái đình. Ông Ba Tâm nói thêm rằng luôn mong ngôi đình làng của mình được kiên cố, an toàn để được khói hương thờ phượng, tỏ lòng tôn kính bậc tiền nhân đã khai hoang, mở cõi, góp phần giáo dục thế hệ hôm nay biết nhớ nguồn thương cội. Thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin nằm trong danh sách hành khách trên chuyến bay tư nhân bị rớt ở phía bắc Moscow hôm 23 tháng 8. TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan thẩm quyền hàng không Nga Rosaviatsia loan báo. Rosaviatsia cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ rớt máy bay Embraer xảy ra đêm nay trong khu vực Tver. Trong danh sách hành khách trên chuyến bay có tên họ của ông Yevgeny Prigozhin. Trước đó, hãng tin TASS đưa tin có 10 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay tư nhân bị rớt trong khu vực Tver của Nga phía bắc Moscow. Vẫn theo nguồn tin này, chiếc máy bay lâm nạn khi đang trên đường từ Moscow bay tới St. Petersburg,
chở theo 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Tên của thủ lĩnh Wagner có trong danh sách hành khách chuyến bay, nhưng hiện chưa thể xác minh liệu ông Prigozhin có mặt trên chuyến bay này hay không. Một kênh Telegram có liên kết với Wagner loan tin chiếc máy bay này bị phòng không khu vực Tver bắn hạ. Cuộc binh biến chống lại Nga kéo dài 24 giờ đồng hồ do ông Prigozhin lãnh đạo hồi tháng 6 từng dấy lên câu hỏi về số phận của nhóm lính đánh thuê Wagner và người đứng đầu là ông Yevgeny Prigozhin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23 tháng 8 thề quyết sẽ lấy lại bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập cùng tất cả các lãnh thổ khác của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Tuyên bố tại hội nghị quốc tế về Crimea mà ông Zelensky cho biết có hơn 60 quốc gia tham dự. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Crimea sẽ được giải phóng giống như tất cả các khu vực khác của Ukraine, không may đang nằm trong tay kẻ chiếm đóng. Crimea bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014 trong một động thái không được hầu hết các nước khác công nhận. Và Nga đã chiếm giữ các khu vực khác của Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện phát động từ tháng 2 năm 2022. Ukraine bắt đầu phản công từ đầu tháng 6 năm nay, cố gắng giành lại các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Trong ngày 23 tháng 8, cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết có 4 nhân viên giáo dục thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công của Nga vào một trường học ở thành phố Romny, phía đông bắc Ukraine. Video được chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy các nhân viên cấp cứu khiêng một thi thể trên cáng và dọn dẹp đống đổ nát khỏi một tòa nhà bị phá hủy. Chính quyền quân sự khu vực nói một máy bay không người lái do Nga phóng đã tấn công trường học vào lúc 10 giờ 5 sáng. Reuters có thể xác nhận địa điểm là Romny từ hình ảnh video trùng khớp với hình ảnh vệ tinh và hồ sơ của khu vực. Hôm 22 tháng 8, một video do cơ quan báo chí lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho thấy pháo binh Ukraine tấn công một xe bộ binh bọc thép của Nga ở khu vực phía đông Donetsk. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 21 tháng 8 cho biết lực lượng Ukraine đang tiến về phía nam Bakhmut, thành phố bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh và đã giành được 3 km2 trong tuần qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23 tháng 8 kêu gọi tăng tốc mở rộng nhóm BRICS. Đó là tham vọng mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ấp ủ từ lâu, khi Trung Quốc đang phải vật lộn với Mỹ để giành ảnh hưởng trong các vấn đề toàn cầu. Hãy để nhiều quốc gia hơn gia nhập gia đình BRICS, tập hợp trí tuệ và sức mạnh để làm cho việc quản trị toàn cầu trở nên công bằng và hợp lý hơn. Ông Tập phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo BRICS ở thủ đô thương mại Johannesburg của Nam Phi. BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đang cân nhắc các quy tắc để kết nạp thành viên mới. Nam Phi cho biết hồi tháng trước rằng hơn 40 quốc gia đã bày tỏ quan tâm tham gia, với 22 trong số đó đã đưa ra yêu cầu chính thức. Cũng phát biểu trong ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói ông hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng khối BRICS. Nga cũng mong muốn bổ sung thêm thành viên cho BRICS và Nam Phi đã lên tiếng ủng hộ. Tuy nhiên, Brazil lo ngại rằng việc mở rộng khối sẽ làm giảm ảnh hưởng của nước này, mặc dù nước này cũng muốn láng giềng Argentina tham gia. Lãnh đạo các nước BRICS đang có mặt tại Nam Phi để dự hội nghị thượng đỉnh, trừ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin không thể tham dự trực tiếp vì trát bắt giữ của Tòa Hình sự Quốc tế ICC cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hôm 23 tháng 8, ông Putin đã phát biểu trực tuyến trước hội nghị, lên tiếng bình vực cuộc chiến ông gây ra tại Ukraine. Ông lặp lại lập luận của Điện Kremlin rằng cuộc xâm lược của ông mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt là một phản ứng bắt buộc đối với các hành động thù địch của Kiev và Washington. Huawei đang xây dựng một tập hợp các cơ sở chế tạo chất bán dẫn bí mật trên khắp Trung Quốc để lách các chế tài của Mỹ. Bloomberg dẫn thông tin từ một hiệp hội bán dẫn có trụ sở tại Washington cho biết. Hiệp hội công nghiệp bán dẫn nói Huawei đang nhận được khoảng 30 tỷ đô la tài trợ nhà nước từ chính phủ Trung Quốc sau khi công ty khổng lồ công nghệ Trung Quốc chuyển sang sản xuất chip từ năm ngoái. Hiệp hội còn cho biết thêm rằng Huawei đã mua lại ít nhất 2 nhà máy và đang xây dựng 3 nhà máy khác.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa Huawei vào danh sách kiểm soát xuất khẩu vào năm 2019 do quan ngại về an ninh. Theo đó, hầu hết các nhà cung cấp sẽ bị hạn chế vận chuyển hàng hóa và công nghệ cho Huawei trừ khi họ được cấp giấy phép. Huawei phủ nhận mình là một nguy cơ an ninh. Bản tin của Bloomberg cho biết nếu Huawei xây dựng cơ sở dưới tên của các công ty khác, thì họ có thể gián tiếp mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ. Và điều đó có nghĩa là Huawei có thể lách được các chế tài của chính phủ Hoa Kỳ. Huawei và Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn không hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters. Soft landing on the moon. India is on the moon. Ấn Độ lên cung trăng. Đây là thời điểm người đứng đầu tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ISRO thông báo tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đã hạ cánh thành công xuống cực nam mặt trăng hôm 23 tháng 8. Sứ mệnh này được coi là rất quan trọng đối với việc thám hiểm mặt trăng và vị thế của Ấn Độ như một cường quốc không gian, vài ngày sau khi tàu đổ bộ tương tự của Nga bị rơi. Các nhà khoa học và quan chức vỗ tay, cổ vũ và ôm nhau khi tàu vũ trụ chạm đất. Thủ tướng Narendra Modi vẫy cờ Ấn Độ khi chứng kiến cuộc đổ bộ từ hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, nơi ông tuyên bố đây là tiếng thét chiến thắng của một Ấn Độ mới. Lần này là nỗ lực thứ nhì của Ấn Độ nhằm đưa tàu vũ trụ hạ cánh xuống mặt trăng. Năm 2019, tàu Chandrayaan-2 của ISRO đã triển khai thành công một phi thuyền bay vào quỹ đạo mặt trăng, nhưng tàu đổ bộ của nó đã bị rơi. Địa hình gồ ghề khiến việc hạ cánh ở cực nam mặt trăng trở nên khó khăn, và lần hạ cánh đầu tiên mang tính lịch sử. Băng của khu vực có thể cung cấp nhiên liệu, oxy và nước uống cho các sứ mệnh khám phá trong tương lai. Chandrayaan-3 hiện dự kiến sẽ duy trì hoạt động trong 2 tuần, thực hiện một loạt thí nghiệm bao gồm phân tích quang phổ về thành phần khoáng chất của bề mặt mặt trăng. Một phụ nữ 34 tuổi ở Anh trở thành người đầu tiên trong nước được cấy ghép tử cung, một phương pháp mang lại hy vọng sinh con cho những phụ nữ hiếm muộn. Người phụ nữ giấu tên đã trải qua ca cấy ghép tử cung tại Bệnh viện Churchill ở Oxford vào tháng 2 năm nay, nhận tử cung hiến tặng từ chị gái 40 tuổi của mình. Ông Richard Smith, một trong những bác sĩ phẫu thuật trong nhóm khoảng 20 người tham gia ca phẫu thuật, cho biết người phụ nữ này đã bắt đầu có kinh nguyệt và khả năng sinh con rất cao. Ca ghép tử cung đầu tiên trên thế giới diễn ra ở Ả Rập Xê Út vào tháng 4 năm 2000, được thực hiện cho một phụ nữ 26 tuổi. Người dân địa phương ở Sihanoukville gọi chúng là những tòa nhà ma. Cả hàng trăm tòa bị các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ hoang sau đại dịch và cuộc truy quét cờ bạc, thậm chí cả cá cược trực tuyến của Campuchia. Giờ đây, nhiều cư dân muốn Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền hồi sinh những tòa nhà ma này. Với việc Hun Manet tiếp quản cương vị thủ tướng từ cha ông Hun Sen vào cuối tháng 8, có cảm giác rằng một kỷ nguyên mới đang đến. Ông tỉnh trưởng thất vọng khi nhìn thấy những tòa nhà đó ở khắp mọi nơi, mọc đầy rêu. Ông ấy tuyên bố rằng những tòa nhà đó thật chướng mắt, làm mất đi vẻ đẹp của Sihanoukville. Tôi biết nhiều tòa nhà bị kẹt không có chủ đầu tư. Tôi mong họ sẽ quay lại để chúng tôi có việc làm. Nhiều công nhân của tôi đang thất nghiệp. Dọc bãi biển Ochatil, ngay cả khách du lịch Campuchia cũng phản đối những tòa nhà ma từng là sòng bạc. Đáng lẽ họ nên hoàn thành chúng để thành phố trông đẹp hơn. Tôi mong họ quay lại để hoàn thành những tòa nhà cao tầng này, làm cho chúng trông sạch sẽ. Khi họ quay lại đầu tư, công nhân ở đây sẽ có việc làm. Quan chức tỉnh Long Dimanche cho biết có một kế hoạch tổng thể với các ưu đãi về thuế để thu hút các nhà đầu tư mới nhằm bù đắp cho khoản doanh thu cờ bạc bị mất ở Sihanoukville. Khi chúng tôi truy quét cờ bạc trực tuyến, rất nhiều công trình xây dựng đã dừng lại. Đóng cửa cờ bạc trực tuyến làm giảm một phần lớn nguồn vốn đầu tư. Nhưng cờ bạc đã mang lại cho Sihanoukville cả những hậu quả chứ không chỉ có tiền bạc. Người dân địa phương nói rằng nó mang lại tội ác và họ không muốn nó quay trở lại. Tôi đã yêu cầu chính phủ xem xét việc không chào đón đầu tư vào sòng bạc. Nhiều cư dân hy vọng rằng nếu chính phủ mới hồi sinh những tòa nhà ma,
họ cũng sẽ giải quyết được tội phạm. Khiếm chưa chẹn từ lời cả đợt non bỏ đi ở thả bàn thầm ấy. Tôi tin tưởng vào khả năng của chính phủ mới, cùng với chính phủ hiện tại sẽ giúp dọn đường để Campuchia và đặc biệt là Sihanoukville có thể tận hưởng hòa bình và ổn định cả về chính trị lẫn kinh tế. Những người đàn ông từ Tajikistan ở Trung Á, từng là một phần của Liên Xô, trên đường đến Hoa Kỳ. Họ đang ở Mexico xin qua Mỹ tị nạn vì chiến tranh ở Ukraine. Tôi muốn đến Mỹ. Các quan chức nhập cư cho biết họ đang gặp nhiều người xin tị nạn hơn từ các nước hậu Xô Viết. Chính phủ Mexico báo cáo số lượng người di cư từ Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Uzbekistan tăng gần gấp đôi từ năm 2021 đến năm 2022, và con số này vẫn đang tăng lên. Phóng viên Ulanbek Azadnaliyev làm việc cho ban tiếng Uzbek của Đài Châu Âu Tự Do, Đài Tự Do, tìm hiểu lý do và ghi lại hành trình của họ. Đôi khi họ móc nối với bọn tội phạm, các băng đảng. Azadnaliyev biết được rằng nhiều người trong số những người xin tị nạn có quốc tịch Nga và có thể đã bị bắt đi lính và đưa sang chiến trường Ukraine. Vì thế, họ chọn cách chạy trốn. More than 1 million people from Kyrgyzstan, for example. Chẳng hạn có hơn 1 triệu người từ Kyrgyzstan đang lao động ở Nga, cũng như ở Uzbekistan và Tajikistan, bạn biết đó. Và sau khi chiến tranh bắt đầu ở Nga, tình hình đã thay đổi. Nhiều người trong số những di dân này tìm đường đến các thành phố Tijuana và Reynosa ở biên giới Mexico. Carlos Victor Peña Ortiz là thị trưởng của Reynosa. Nhiều người từ Ukraine, Kazakhstan và Tajikistan và nhiều quốc gia khác hiện đang đi qua biên giới này. Dòng di cư tiếp tục tăng. Hầu hết đến Mexico City hoặc Cancun trước khi đến các cửa khẩu nhập cảnh Mỹ. Nhưng nhiều người di cư từ các quốc gia hậu Xô Viết ở Trung Á không đến các trại tạm trú để nhờ giúp đỡ. Theo lời Enrique Lucero, giám đốc văn phòng các vấn đề về người di cư của Tijuana cho biết. Giống như trường hợp của châu Á và Nga hoặc những người từ Kazakhstan, người đến từ tất cả các khu vực đó đang ở trong khách sạn. Nhưng đối với nhiều người, họ phải đánh đổi tất cả những gì họ có để đến được đây. Facebook cho biết anh phải mất 4 tháng mới đến được Mexico với hy vọng được tị nạn ở Hoa Kỳ. Tất cả tiền của tôi đều dùng hết cho khách sạn. Tôi không có tiền để ăn. Tôi không có tiền. 4 di dân này đến từ Belarus, một đồng minh của Nga có chung đường biên giới với Ukraine. Bishkek, Kyrgyzstan. Người đàn ông này thuộc nhóm 25 người đến từ Kyrgyzstan, hy vọng sẽ tìm được đường đến nhà một người bà con ở Hoa Kỳ. Philadelphia, tôi có bạn, tôi có anh trai. Họ cùng hàng ngàn người khác đang chờ đợi ở biên giới, hy vọng có được an toàn và một khởi đầu mới ở Hoa Kỳ. Wow, many from Russia. You're like 80. Like a year. Karina Ambrosiumenklau là một người vô tổ quốc sống ở Hoa Kỳ. Tôi sinh ra ở một đất nước không còn tồn tại nữa. Cô là một trong số khoảng 218.000 người ở Hoa Kỳ không có quốc tịch của bất cứ đâu. Giờ đây, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS cho biết họ đang thiết lập các thủ tục mới để định nghĩa không quốc tịch cho các đơn xin nhập cư. Họ đã tiến một bước dài về mặt công nhận những người như chúng tôi ở đất nước này. Ambrosiumenklau sinh ra ở Odessa, Ukraine vào năm 1988. Bố mẹ tôi sinh ra tôi là con lai. Tôi là một nửa người Armenia và một nửa Ukraine. Và đó là một vấn đề. Bố tôi bị kỳ thị về sắc tộc của ông ở Odessa, Ukraine. Mẹ tôi bị sảy thai ở thành phố của bố tôi vì bà ấy đã bị đánh đập trên đường phố. Gia đình bà trốn sang Canada, sau đó chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 1996, nơi họ bị từ chối tị nạn. Nhưng tại thời điểm đó, Liên Xô đã sụp đổ vào năm 1991 và Ukraine đã trở thành một quốc gia độc lập. Chúng tôi đến Đại sứ quán Ukraine để xin hộ chiếu và giấy thông hành để trở về. Và đó là khi họ nói, chúng tôi không công nhận bạn là người của chúng tôi. Những người vô tổ quốc ở Hoa Kỳ không có giấy tờ pháp lý hoặc giấy tờ tùy thân để chứng minh họ là ai hay đến từ đâu, mặc dù một số người như Karina Ambrosiumenklau có thể có giấy khai sinh không hợp lệ. Thứ duy nhất tôi có để chứng minh mình là ai vào thời điểm đó đã hết hạn là giấy khai sinh của một quốc gia không còn tồn tại nữa. Giấy khai sinh Liên Xô của tôi với một bản sao, bản dịch công chứng, đó là tất cả những gì tôi có. Những người khác không có gì. Và vì vậy, họ gặp khó khăn trong việc kiếm việc làm hoặc thậm chí là nơi ở.
Cho nên, họ rơi vào tình trạng lấp lửng, nhưng họ lại ở bên trong Hoa Kỳ. Và thật vô lý khi chúng ta không có một giải pháp cho tình trạng này. Thông báo của DHS hứa hẹn sẽ phác thảo các ví dụ về thông tin và bằng chứng mà các quan chức nhập cư và công dân có thể sử dụng để giúp những người không quốc tịch nhận được giấy tờ, chẳng hạn như thẻ xanh Hoa Kỳ. Bạn nhiều lần gặp phải một vấn đề lớn với những người không quốc tịch khi họ không thể chứng minh rằng họ đủ điều kiện nhận thẻ xanh vì họ không thể lấy giấy tờ từ quốc gia của họ. Nhưng những người vô tổ quốc cũng không thể bị trục xuất vì họ không có đất nước để trở về. Và không có luật quốc tế nào yêu cầu mọi người phải có quốc tịch ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Một số quốc gia cho phép bạn có quốc tịch nếu bạn sinh ra ở đó. Các quốc gia khác chỉ đơn thuần là không. Điểm mấu chốt là mọi người rất dễ rơi vào cảnh không có tổ quốc. Không rõ liệu chính sách mới của Hoa Kỳ có cho phép một số người không quốc tịch nhận được thẻ căn cước hoặc giấy phép do chính phủ cấp để làm việc hợp pháp tại quốc gia này hay không. Ambra Sumancloud cho biết, cô hy vọng hướng dẫn của DHS cuối cùng sẽ giúp được những người đang trong tình trạng lấp lửng như cô. Đây là hình ảnh một trung tâm mua sắm ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Tiểu bang Maryland giáp danh đang trong tuần lễ miễn thuế cùng nhiều chương trình giảm giá lớn để mời chào các bậc phụ huynh đi mua sắm cho con em trong nhà khi chúng đang chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024. Tháng 8 hàng năm vì thế cũng là một trong những dịp mua sắm bận rộn của các gia đình người Mỹ sinh sống ở khu vực thủ đô Washington. Như mọi năm thì gia đình chị Tố Linh đã đưa con đi mua sắm quần áo, sách vở và đồ dùng học tập ngay từ dịp đầu tháng 8. Bởi trong những ngày tới đây, chị sẽ còn nhiều việc phải tham gia cùng cháu ở một ngôi trường mới. Tới cái ngày orientation, tức như là cái ngày mà cháu sẽ được nhận lớp trước và tham quan trường lớp và cũng là cái ngày cho tất cả các cha mẹ phụ huynh đến trường nghe một cái chương trình tổng quát để cho biết là con của mình trong năm đó nó học như thế nào và cái trường này nó sẽ bắt đầu vào lúc nào và kết thúc vào lúc nào và cháu có thể ở lại trường học thêm và có thể chơi những thể thao hoặc là làm bài. Đi mua sắm sách vở, đồ dùng học tập và tham gia cùng con vào các chương trình giới thiệu và hướng dẫn của trường lớp trước thềm năm học mới là thói quen của các gia đình người Mỹ có con còn đang theo học ở các bậc học khác nhau. Những thói quen này thực tế thường tốn không ít thời gian của các bậc phụ huynh. Tuy vậy thì hầu hết mọi người đều cho rằng đây là những thói quen rất cần thiết trong cuộc sống bận rộn ở Mỹ. Và mọi người đều sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để có thể cùng con cái trong nhà tham gia tối đa vào các hoạt động chào đón năm học mới. Mua đồ, supply áo quần cho các cháu, tất nhiên là họ động viên cho tất cả các cha mẹ để ý tới con cái của mình nhiều hơn và chuẩn bị trước cho các cháu. Để khi mà các cháu vào trường thì nó không có cái sự là phải thiếu thốn cái này, chạy đi mua cái này, chạy đi mua cái kia trước thì... Em thấy ở bên Mỹ là họ đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên là họ động viên các bậc phụ huynh bắt đầu quan tâm tới chương trình một năm học mới cho các cháu và cha mẹ thì cũng nên để ý. Một mùa hè với những kỳ nghỉ và nhiều hoạt động ngoài trời của các bạn nhỏ đã đi qua và giờ đây các gia đình đang háo hức chờ đợi một năm học mới sẽ được chính thức bắt đầu trong những tuần tới đây ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Không có những buổi lễ khai giảng kéo dài hàng giờ đồng hồ, một năm học mới của các bạn nhỏ ở Mỹ thường được bắt đầu bằng những bữa tiệc chiều nhẹ nhàng ngay phía sau sân trường, nơi bọn trẻ có thể gặp lại nhau và gặp lại thầy cô giáo sau 3 tháng hè. Còn các bậc phụ huynh thì có dịp trò chuyện, tìm hiểu thêm về chương trình học cùng với ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm.